Mùa khô hạn, 6 tháng mùa khô. Người Mông ở cao nguyên đá Hà Giang phải xây những cái bể ở những cái hõm đá như thế này để vét từng chút nước một để ăn nấu ăn. Nước vẫn là tài nguyên quý hiếm ở cao nguyên đá Hà Giang. Đây là cái hồ treo, cái hõm đá được xây để tích nước ở thôn Há Pia, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.